gì bữa giờ là bà dê ít vô game lắm, mà bây giờ là mình siêng năng mình vô lại rồi mà mình vẫn không biết là trứng rùa nó mua ở đâu á, và nó xuất hiện ở đâu, nên bây giờ bà dê quyết tâm và quyết định là sẽ tìm hiểu. Bà dê nghe đồn được là có thông tin là trứng rùa được xuất hiện ở khu nghỉ dưỡng mới, nhưng mà bây giờ là cái con đường tới khu nghỉ dưỡng là ở đâu á thì tôi cũng chưa có biết. Bây giờ mình sẽ đi dạo dạo vòng vòng trong La Gia mình tìm thử nghe. Rồi, đi bộ đi cho lẹ. Xe mới lẹ cho tự nhiên cái đi bộ lẹ lần sau ta không hiểu luôn ta. À rồi, đầu tiên là bà dê lên vô đây thử xem La Gia khu trung tâm thị trấn. Ủa vậy là tính ra là đâu phải là khu nghỉ dưỡng là nó mới xuất hiện trong đây đâu mọi người. Ờ chào trời đất ơi. Ồ, bạn này có cái rùa mái nhà kìa, vậy là trứng rùa là ở gần đây đúng không ta? Bây giờ bà dê sẽ đi tìm kiếm tìm xung quanh thử coi. Bà dê nghĩ là trứng rùa mà bán trong camping thì nó cũng không có hợp lý cho lắm á, để mình thử mình lát ra ngoài bãi biển coi có cái gì không nha mọi người. Tại vì bà dê nhớ là bữa giờ thấy mấy cái bạn lên clip trên TikTok á là ở ngoài bãi biển có một cái khu mới, nhưng mà không biết là cái đó là phải là khu nghỉ dưỡng không nữa. À có gì mọi người comment phía dưới cho tôi biết nha. Nhưng mà trước khi vào cái clip này mọi người đừng có quên là nhấn liền cái nút like để ủng hộ kênh bà dê đạt 700.000 subscribe nha. À bây giờ mình sẽ có 5 giây để mình nhấn nha mọi người. 5, 4, 3, 2, 1 ok lên. Trời đất ơi, trời đất ơi, sau một hồi dò la tâm tích thì bây giờ bà dê cũng đã phát hiện ra cái chỗ này mới nè chị em. Yeah. Đây Resort Island đó, ngay cái chỗ của chú này đứng đây là có một cái máy bay nằm ở dưới nước, và trên cái máy bay này thì chúng ta có thể lết đi tới island, lết đi tới khu nghỉ dưỡng mới, nghe quá là xịn xò luôn. Bây giờ bà dê quyết định là sẽ lết vào trong khu nghỉ dưỡng để xem là trong đây có cái gì mà hot hit dữ thần. À hình như là có trứng rùa mình đang tìm kiếm luôn á mọi người. Đó bây giờ mình bơi lên đây coi. Ok bây giờ bà dê sẽ lết vào khu nghỉ dưỡng một lần nữa. Hồi nãy là giờ bà dê tìm hiểu thử rồi, vô thử coi phải đúng không, mà ai ngờ đúng thiệt á. Rồi ok, wow, Resort Island đây chính là thiên đường trên mặt đất. À quá trời xịn xò luôn, trời ơi đất ơi, trời ơi đỉnh đỉnh đỉnh, trời ơi khu mới, khu mới mọi người ơi, nhìn đỉnh đã dữ vậy ta. Wow, dưới đây là mọi người biết nhảy xuống được. Ôi nhảy xuống được nè. Ôi này giống như là một cái bãi đất trống mà ở ngoài đảo vậy đó chị em. Đó khi mà mọi người lết ở đây thì mọi người có thể là có chiến thuyền nó kìa. Ý trời đất ơi, ủa thì sao mai chạy vậy? Ủa thiền này là thiền vậy luôn hả? Trời đất ơi đã dữ vậy ta, thiền này là thiền dẫn tới bờ bến cũ bờ bến xưa luôn hay gì đó. À rồi ok, trời ơi hello mọi người. Rồi bây giờ bà dê phải đi tìm trứng rùa thôi. Ủa tiểu thuyền, bạn thích câu cá trên biển vậy thì hãy mua thuyền đẹp ở cửa hàng thuyền chúng tôi. Ủa đây có bán thuyền luôn nè mọi người, trị giá là 30.000 tiền, có màu hồng nè, rồi có màu bạc hà nữa. Màu bạc hà thì là màu hiếm nên là sẽ là 240 kim cương nha. Tốc độ vẫn bằng nhau luôn, và có thể đứng trên thuyền để câu nha mọi người. Mà bà dê nghĩ là giữa màu xanh đậm và màu hồng, bà dê sẽ lấy màu hồng, tại vì xanh đậm này không có phải xanh dương. À nếu mà là xanh dương là tôi hốt rồi, mà thôi để mình mua chiếc màu hồng nhìn cho nó bánh bèo hột lụ. Bây giờ bà dê sẽ lết thử cái chiếc thuyền mình vừa mới mua nha mọi người. À cái này thì mình có thể đứng đây để câu cá nè, không thì mình có thể mình lái nữa. Ôi trời đất ơi, gớt rồi, gớt thuyền nhỏ lại, trời đất ơi. Trời bơi tới công viên, bơi tới bến chân trọc bờ kè luôn. Không biết là chiếc thuyền này mình có thể đi chung với bạn bè được không nữa. Mỗi lần bà dê lái thuyền là hả, hôm nay là bà dê làm cơ trưởng mọi người, cơ trưởng lái thuyền rồi đó keo. Rồi lết lên đây luôn. Ủa trời đất ơi, chạy lên chắc đuối, chạy lên chắc đuối. Ủa có bạn này cũng có chiếc thuyền hồng này đang câu cá rồi mọi người, rất là dễ thương luôn. À rồi bây giờ bà dê phải tìm kiếm cái chỗ mà bán trứng rùa mọi người ơi. Bây giờ nãy giờ là mình lết qua đây là mình quậy đủ lắm rồi, bây giờ mình sẽ tìm kiếm chỗ bán trứng rùa nghe. Đây bên ngôi nhà này bà dê cũng nghi có thể là trong đây có thể là bán trứng rùa nè. À bây giờ mình sẽ tập trung mình đi dạo dắt vòng các khu nghỉ dưỡng này xem trong đây có cái những cái gì mà hả quá trời người vô đây luôn. Rồi ok, rồi leo lên leo lên leo lên trên bờ, leo lên trên đó. Ngay đây giống như là mấy cái khu mà resort có mọi người, mà có mấy cái khu mà để ngầm nghỉ ngơi rồi đó keo. Rồi ở đây mình ngồi được luôn đó, ngồi với cờ ghế, ngồi chiêu chiêu chim én đồ. Trời mùa hè này vô game mà Play Together là siêu đã luôn, tại vì có rất là nhiều món đồ đẹp và chấn động bờ kè. À vô đây là gì đây? Ôi trời trời trời, rất là dướng à. Trong đây là một cái nhà vệ sinh nha mọi người đó. Mình có thể ngồi đây. Chà. Bà nội dê bà làm gì? Rồi mình rửa tay nè. Đó mình rửa tay, mình rửa mặt, đồ mát mẻ mùa hè nè. Xong cái mình lết ra đây mình coi. Trời ơi chiêu vậy. Ngồi đây có thể ngắm khu nghỉ dưỡng luôn nè mọi người đó.
trời ơi đẹp dữ chưa, view đẹp rồi mệt quá tối quá thì vô đây mình nằm mình ngủ đó. Đây là nguyên một cái xếp bộ giường mây luôn, rất là xịn sò, rồi mình có thể ngồi đây luôn, rất là ok la ha. Trời ơi xịn quá, cái này mà vô kiểu là ngủ bạn bè đi, cắm trại nghỉ dưỡng, vậy là trong đây là không có trứng rùa đó, tại vì ngay đây để người ta nghỉ dưỡng rồi, để mà dê lết ra thử cái nhà bự bự đó đằng trước coi ha. Rồi chạy đi kéo nhanh bị bắt lại đó. Buổi tối này bà dê nghỉ lên đèn, lên đuốc đồ đó, rất là đẹp và chill luôn. À nãy giờ kiếm trứng rùa không thấy đâu á chị em, bây giờ mình lết qua đây thử. Đây là có rất là nhiều khu để mình ngồi mình chơi nè. Ờ ngay đây giống như là một cái chỗ để ngồi ăn uống á mọi người, buổi tối ngồi ăn tiệc ăn ơ đồ như là trong nhà hàng vậy đó keo. Rồi bây giờ qua đây ờ đây là gì đây? Đây chắc là tiếp tân quá, tiếp tân đó. Trời ơi, như cái đứng giữa trời đất ơi, tự nhiên cái đứng giữa bạn máy tính của người ta vậy trời. Quá trời, còn đây là đầu bếp của chúng ta. Đây, đầu bếp, món ăn tuyệt hảo đó. Đây, để em vô em phụ anh làm cho chứ gì hết trơn đó. Mình có thể làm snack thịt bò, snack cá hồ, tôm hùm nướng bơ, pasta, kem nấm. Thôi, nhìn cái món tôm hùm nướng bơ là thấy là keo rồi đó keo. Rồi, bây giờ sẽ làm thử. Trời ơi, nấu thật ngon, làm nước sốt thật ngon quá. Vậy là bà Dê đã có món tôm hùm nướng bơ trên tay rồi nè. Trời đất ơi, gà bưng cho khách. Thôi cho anh nè anh. Đó, anh ăn đi. Thấy anh đứng đây làm việc cũng cực nhọc quá. Thôi anh ăn đỡ con tôm hùm nướng bơ để cho anh cũng thèm ăn đúng không? Anh không ăn hả? Thôi không ăn em ăn cho cũng được. Rồi, cảm ơn anh nha. Ủa, bà nội Dê mới làm gì? Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ lết ra đây để coi ở đây có cái gì ta. Wow, quyến một cái hồ bơi luôn mọi người ơi, mọi người ơi. Resort xịn quá, xịn luôn rồi. Còn đây là cái chỗ mà bán nước trái cây, nước trái ơ đó mọi người đó. Trời ơi, nước ép dưa hấu. Trời ơi, đã nhở. Trời ơi, VIP luôn mọi người ơi. Nước ép dưa hấu nè, nước dừa nè, kem rô bét vị dâu, vị nho, rồi vị chanh nữa. Rồi ơi, nước bưởi đỏ. Trời ơi, ta nói là mát mẻ mùa hè chiến này thiệt luôn á trời. Quá đã, quá dữ. Rồi, qua đây để mình về coi có gì. Ở đây cũng là cái hồ bơi ở vậy. Rửa tôi đâu trời, rửa tôi đâu vậy trời. Chú năng động, chú năng động mà chú năng động. Trời ơi, chú ơi, cho con hỏi mua trứng rùa ở đâu vậy chú? Chứ nãy giờ con đi tìm kiếm mà hả? Con thấy cực quá, chật cực. Uống lưu dân biển hả? Có khi nào chú này bán trứng rùa không ta? Để hỏi thử. À đây xin mời vào. À đây chỉ mua cần câu, với lại bán cần câu thôi, không có bán cái gì nữa. Trời ơi, trứng rùa của tôi đâu? Trời đất ơi, sau một hỏi hả tìm kiếm muôn lòi cái bạn họng, cuối cùng tôi phải hỏi mọi người ơi, hỏi bạn Hân Cute này nè, để bạn Hân chỉ chỗ mình đi mua trứng rùa. Rồi ok, đi thôi. Ơ bạn này chở mà ra đi luôn nè. Trời ơi, xịt dữ. Có cano chở đi luôn, quá trời đã. Rồi hồi nãy giờ là mình tìm kiếm sao biết vậy, mình hỏi người ta cho rồi đi trời. Tự nhiên cái lết đi tìm kiếm chi cho cực khổ vậy trời. Rồi đi thôi bà Hân ơi, bà Hân Cute. Trời ơi, quá trời Cute luôn rồi. Cảm ơn bà đã chỉ chở tôi đi mua trứng rùa nghe. Rồi nãy giờ mình tìm kiếm quá trời luôn. Rồi có bạn thủy nhân nữa. Ủa vậy là tính ra là từ cái chỗ đó đó, từ cái chỗ cái máy bay đó chỉ cần đi thẳng một đường quẹo qua bên tay phải một cái là thấy cái chỗ bán trứng rùa. Rồi ok, bây giờ bà Dê sẽ vào trong cửa hàng. Một bé trứng rùa trị giá 50 kim cương. Oh my god. À và tỷ lệ ra 2% là bạn rùa vàng. Ồ vậy là bạn nào ra được rùa vàng á là siêu may mắn, siêu nhân phẩm luôn mọi người. Ồ và tiếp theo là bạn rùa ngân sao. Ồ và dê khoái các bạn rùa hồng với là bạn rùa xanh dương này quá mọi người, cute quá à. Rồi ra nhiều nhất là bạn rùa đất nè, với là bạn rùa xanh lá, và có một bạn rùa báo nữa. Trời ơi có báo nữa hả bé? Rùa báo là nghe cái tên là thấy báo dữ rồi đó bé ơi. Không biết là có quậy dữ không mà nghe tên là báo rồi đó bé. Rồi ok, rùa mái nhà, rùa cá sấu hết á. Ý nhưng mà bạn rùa cá sấu này cũng đẹp nè mọi người, vừa có màu xanh dương vừa có màu hồng nữa, cute xỉu. Ờ vậy là bà Dê thử coi để mình mua được nhiêu cái trứng rùa nghe. Hiện tại bà Dê có 795 kim cương. Mình thử mua 5 trái đi, mình up ra để thử coi coi mình có nhận được những cái bạn rùa mà xịn sò nó canh không nha mọi người. Rồi ok, thử mua 5 quả trứng rùa đó. Tăng quả đầu tiên trứng rùa. Rồi mua thêm quả thứ hai nữa đó. Tiếp luôn xíu mình về mình up ra, mình up ra để coi là mình ra được bạn rùa nào nghe. Quả trứng thứ ba đó, tiếp luôn. Quả trứng thứ tư, trời ơi xịn dữ em ơi, keo ly tái chanh quá. Rồi quả trứng cúng cùi là quả trứng thứ năm. Rồi về nhà bây giờ sẽ up
Rồi ok, cảm ơn mọi người đã chỉ chở bà Giang mua trứng cuồng nha. Rồi bây giờ bà Giang thử ghé vào bạn Thủy Ngân này coi, để bạn Thủy Ngân này có cái gì mới lạ nè. Giờ bạn có thể lên thuyền để câu cá, bạn có thử câu cá trên thuyền không? À vậy thì gặp tiểu thuyền, hãy đi gặp tiểu thuyền tìm hiểu về thuyền, đi tham quan thôi cũng được. À đi gặp tiểu thuyền hả, rồi để bà Dê đi theo. À hôm nay bà Dê là tham quan thử khu nghỉ dưỡng xem như thế nào luôn. Rồi bạn tiểu thuyền, trong đây bạn tiểu thuyền. À cái bạn tiểu thuyền này hồi nãy lẽ ha mình mua chiếc thuyền rồi đó mọi người. Đó rồi ok, vậy là mình có thuyền rồi, bây giờ mình sẽ thử câu cá bằng thuyền xem như thế nào. Trời ơi, có hai chiếc cano đây, của bạn nào là xịn nè. Đó rồi ok, lết chiếc thuyền của tôi ra đó, sau đó là mình chạy. Ủa à đúng đây là câu cá nè. Rồi bây giờ thử móc cần câu ra câu thử. Đây đây cần câu, đủ thứ cần câu ở đây, cần câu mèo tam thể nè, rồi vật bắt côn trùng, rồi cần câu đồ chơi. Đây có cần câu bạn cá heo hồng nữa đó. Thử câu vài bạn cá coi coi hả, ngay cái chỗ khu nghỉ dưỡng này có bạn cá nào độc lạ nào canh không nghe. Trời ơi mới lên được bạn cá thấy cũng bự đó bé, bự đó bé. Trời ơi bạn ơi đừng có chia chiếc thuyền của tôi lại nha, trời ơi không thể là bạn cá là mất tiêu luôn á. Rồi ok, trời ơi bà này bà đứng dưới đây mà bà còn đứng chụp hình nó cute xỉu. Ôi ôi hú hồn lâu lắm không rồi, cái nghề thay nghề câu cá vẫn không bị. Tôi nhớ tay nghề tôi cũng được mà nhìn cái đất cần câu là sao bà nội. Quê nha, bị quê xệ nha. Ủa alo. Hai mình câu lại lần nữa nha. Tưởng là lâu lắm luôn rồi câu được con cá lớn, rồi câu được bạn cá xịn, ai ngờ nó đứt cái cần câu ngang xương luôn bé, hơi bị xô nha bé. Rồi ok, được bạn cá nhỏ mà thôi, lỡ cá nhỏ vậy lỡ ra cá xịn sao đâu ai biết được. Rồi tập trung chuyên môn, tập trung chuyên môn. Trời đất ơi được bạn đó, cá mó bảy màu, trời ơi đẹp không, trời ơi xịn dữ kêu ơi đó. Rồi ok, bảo quản bảo quản. Rồi câu thêm bạn nữa. Để coi được bạn cá bự không, lỡ mà không được thôi mình đi về mình ấp chân gùa nghe mọi người. Rồi đây bạn cá tiếp theo xuất hiện là một bạn cá cũng khá là người cũng nhỏ nhắn nó keo, nhưng mà không biết là bạn cá này có khác gì so với bạn cá nãy bà Dê câu được không he. Cứ thử cứ thử cứ thử. Trời ơi, trời đất ơi chiếc thuyền trên là nó hết hồn luôn à. Rồi bạn cá thu dương miệng, nhưng mà bạn này thì bình thường rồi mọi người, tại vì đó giờ bà Dê cũng câu được nhiều bạn cá thu rồi. Ok hai chào mọi người nha, bây giờ bà Dê sẽ lết đi về nhà để mình có thể là ấp những bạn trứng gùa coi á hả cái nhân phẩm của mình cỡ nào nha chị em vô. Về là nhà sơ dai bao kỷ niệm, vừa bước vô nhà thấy quá trời người. Ủa alo luôn. Thôi kệ, nhà Dê là đang mở sẵn chế độ công khai, bởi vậy là mấy bà là muốn vô nhà bà Dê tham quan rồi vô nhà bà Dê chơi là cứ lết vô thoải mái chim đà điểu nha. Các tình yêu không cần phải ngại ngùng gì cả. Rồi bây giờ bà Dê sẽ lết vô trong cái chỗ mà bà Dê chuyên nuôi những bạn thú cưng để có thể là ấp những bạn trứng này đó. Rồi đầu tiên bây giờ bà Dê sẽ bỏ ba bạn này vô trong cái chuồng lại, sau đó là lấy ba bạn gùa ra đó. Rồi cái chỗ kế bên cũng vậy luôn, bà Dê sẽ bỏ ba bạn cuốn bong bóng vào và bỏ hai bạn gùa cúng cùi ra. Rồi bây giờ là đến giờ là tốn kim cương rồi mọi người. Bình thường á là mấy bạn ui có sẵn hả, trời ơi có sẵn ba đồ ăn premium luôn. Premium là đồ ăn mà cho mấy bạn gùa lớn liền á mọi người. Rồi trời keo quá hay quá hay quá keo ơi. Bây giờ mở thử nha. Rồi bạn đầu tiên mong là sẽ ra bạn rùa màu hồng hoặc là màu xanh dương, đừng ra bạn rùa báo nhé. Rồi ok mở thôi mở thôi mở thôi mở thôi. Quá ủa alo alo, ủa tôi kêu đừng ra bạn rùa báo mà tôi ghe cái báo tôi giữ vậy bà già. Trời đất ơi, ủa trời đất ơi sao vậy sao vậy, mới vô là thấy báo rồi đó bé. Rồi thôi kệ, vui vẻ chị em không sao hết. Bây giờ mình sẽ chăm bạn thú cưng thứ hai, bạn rùa thứ hai, mong là bạn rùa này sẽ không ra một bạn rùa báo nữa nha mọi người ơi. Rồi tiếp lô kêu. Rồi mở rùa chị ơi, rùa gì đây rùa gì đây, rùa xanh lá. Trời ơi tôi cần rùa xanh dương với rùa màu hồng, đừng ra rùa xanh lá. Cái bạn này là cái bạn không hiếm ra đâu mọi người, bạn này là bạn ra nhiều nhất nè. Ai mà nhìn xấu cho bé, nhìn kỳ quá cho bé, màu vàng vàng màu xanh lá, còn có thêm cái mục ruồi ở dưới cái mỏ nữa, nó kỳ quá. Rồi ok không sao không sao, còn ba bạn nữa mình phải vui vẻ chị em lên, mình phải tin vào cái khả năng nhân phẩm của mình nha mọi người. Rồi còn một lần review nữa,
sau lần này thì chúng ta sẽ tốn kim cương đó. Nên mọi người ráng coi bà dê nhé. Rồi ok, vào thôi, vào việc lên luôn chị ơi. Rồi, nhắm mắt lại, mở ra. Trời ơi, được bạn lùi đất hả? Là được hai bạn cùi bắp nhất luôn. À, sao vậy mọi người? Trời ơi, thôi nha. Chắc là nãy giờ đồ free á bé. Đồ free nó hay thường là nó ra tè le tùm lum lắm. Thôi bây giờ mình sẽ cho đồ thiệt nè, là mình tốn tiền thiệt nè, coi ra bạn lùi nào nha. Rồi bây giờ là bà dê quyết định là sẽ mở lần lượt hai bạn một lúc luôn. Nên bây giờ là mình sẽ thêm một bạn trứng lùi nữa. Trời ơi, mấy bà này mấy bà đứng làm tôi không thấy cái bạn lùi đâu luôn rồi. Ở đâu rồi? Trời đất ơi. Thôi kệ, để mở bạn này trước đi he. Trời ơi, rồi vô luôn. Vô luôn kêu ơi. Gùa, gùa hồng, gùa hồng, gùa hồng, gùa xanh, gùa xanh, gùa xanh. Wow, trời đất ơi, gùa da có thể sống được 150 năm đấy. Trời ơi, xanh lè, xanh lét luôn. Xanh như là cái màu bà dê thích vậy đó chị em. Quá là đỉnh cao luxury. Trời ơi, nhìn bạn gùa này nhìn có vẻ là hơi già nha bé, tại vì có bộ râu nữa, nhưng mà không xa, màu xanh là đồ keo. Đặc biệt là bà dê thấy bạn gùa này hình như là cũng nằm trong số bạn gùa mà có tỷ lệ cũng cao đó bé, có tỷ lệ cũng ok la đó. Rồi bây giờ bà ra thêm bạn gùa vàng, nó là ok nè. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, bỏ tiền bỏ kim cương ra là khác kết quả liền đó. Thấy lạ chưa chị em? Rồi cúng cùi nè, cúng cùi nè, bạn gùa cúng cùi nè, nhân phẩm nè, nhân phẩm nha. Rồi cổ lên, cổ lên, cổ lên. Rồi ok, nhắm mắt lại và suy nghĩ về những bạn rùa. Rùa ơi, rùa vàng của chúng ta xuất hiện đi nè, rùa vàng ơi. Rồi, được hai bạn rùa da luôn. Thích màu xanh dương hả? Để nhảy game cho luôn hai bé xanh dương. Trời đất ơi, dẻo ra bé hồng mới mọi người. Thôi kệ đi, coi như cái nhân phẩm bà dê tới cỡ đó thôi. Ví dụ mà món mà mọi người muốn bà dê mở thêm nhân phẩm gùa nữa thì mọi người comment phía dưới, bà dê sẽ làm riêng một cái clip mở 10 cái trứng gùa luôn, ok chưa? Rồi, còn bây giờ thì chắc là bà dê sẽ xin kết thúc clip tại đây, tại vì bà dê cũng đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ đó là thử thách đi tìm trứng gùa rồi. Nên nếu mọi người thích cái clip ngày hôm nay, đừng quên là nhấn like, subscribe, ủng hộ kênh của bà dê nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả chị em, hẹn chị em clip tiếp theo. I love you Chu Cà Mau, Chu Cà. Ôi trời ơi, có mấy bà fan mấy bả ra được bạn gùa hồng với gùa vàng. Trời ơi, gùa hồng với lại gùa xanh dương rồi gùa xanh lá, đẹp quá vậy trời. Thôi kệ đi, chắc cho bà dê xu á. Chào tạm biệt mọi người, I love you.